Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Tiến. Tiến xin kính chúc mọi người có một ngày tràn đầy năng lượng và niềm vui. Thì cũng nhớ đăng ký kênh của mình để tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo được nhanh chóng và dễ dàng nhất. Thì hôm nay Tiến sẽ chia sẻ với mọi người về cái khâu là tỉa tràng hay là tỉa trái thứ hai, tỉa bỏ những trái phụ của cây ngô, cây bắp, cũng như là chúng ta xử lý thuốc hoặc là cách bón phân như thế nào trong cái giai đoạn này để giúp cho cái trái ngô, trái bắp của chúng ta nó được lớn, nó được đều và được đẹp. Thì mọi người cùng nhau lắng nghe cái đoạn video này nhé. Thì trên màn hình của chúng ta là giống bắp ngô Bạch Long F1 của công ty cổ phần giống cây trồng mùa vàng. Thì hôm nay đã được 45 đến 47 ngày thì đang bắt đầu tỉa trái con, tỉa trái tràng hay người ta gọi là tỉa bỏ trái phụ. Thì chúng ta có thể nhìn quan sát thấy cái độ đồng đều trái như thế nào dễ dàng đó. Thì ở đây đã tiến hành tỉa trái tràng, trái phụ bỏ. Thì ở đây có nhiều cái kỹ thuật tỉa trái nó khác nhau. Tiến cũng đã chia sẻ rất nhiều về cái kỹ thuật tỉa trái con, tỉa trái tràng này, nhưng mà có nhiều cái kỹ thuật có người thì người ta gọt như thường thường cái video Tiến hướng dẫn, thì ở đây người ta sẽ sử dụng con dao để người ta gọt như thế này, chừa lại cái phần cùi, nó vẫn còn bám ở trên cái thân, nó vẫn còn bám chắc như thế này. Thì sau khi mà chúng ta tỉa trái xong, điều thứ nhất là chúng ta phải phun thuốc ngừa thối nhũng cho cây ngô, cây bắp của chúng ta. Đó, cái này nó dễ hấp thụ nước vào đây và nó dễ thối nhũng cái này, dẫn đến thối nhũng cái thân cây hoặc là thối nhũng cái bẹ bắp ôm trái. Đó, thì cái thuốc phun ngừa thối nhũng được khuyến cáo chúng ta có thể là sử dụng cái santoxin, phi xăng lạnh, validamycin hoặc là casumin. Đó là các cái loại thuốc mà chuyên ngừa thối nhũng cho cây ngô, cây bắp trong giai đoạn mà chúng ta tỉa trái con, tỉa trái phụ bỏ. Thông thường chúng ta chỉ chừa lại một trái trên một cây để giúp cho cái trái nó được lớn, sau này chúng ta thu lại được cái năng suất cũng như là cái lợi nhuận sau này. Đó. Thì thông thường cái trái tràng, trái phụ này chúng ta tỉa ít nhất cũng phải là từ 2 đến 3 lần nha mọi người, chứ không phải chúng ta tỉa một lần một là xong. Tại sẽ có những cái tớp nó ra sao thì chúng ta phải tiến hành chúng ta tỉa sao. Đó, thì đây là cái độ đồng đều trái của cái bắp ngô Bạch Long F1 được trồng ở đây là thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Đó, thì Tiến có chuyến xuống đây thì Tiến quay cho mọi người về cái giai đoạn này. Điều thứ tiếp theo nữa là chúng ta trong giai đoạn này thì đặc biệt lưu ý với mọi người là chúng ta phải phun ngừa sâu thật là kỹ để sâu nó không có bám vào rau cũng như là nó không có đục vào trái của chúng ta, sâu đục thân, sâu đục trái. Chúng ta phun thật là kỹ và trong cái giai đoạn này á, là chúng ta phun sâu vào, nói chung là phun thuốc sâu là vào buổi chiều tối, chiều mát, không được phun vào buổi sáng sớm. Đặc biệt trong giai đoạn này tất cả các loại thuốc không được phun vào giai đoạn từ 7 cho đến 10 giờ. Thì giai đoạn này giai đoạn tung phấn, chỗ cờ. Thì cái hạt phấn nó sẽ bay xuống, nó bay xuống cây rau rồi, nó hấp thụ cái hạt phấn trong thời gian là từ 7 đến 10 giờ sáng. Thì chúng ta phun thuốc trong giai đoạn này thì ảnh hưởng đến cái rau nó không hấp thụ được hạt phấn, và hạt phấn nó bị chết, hoặc rau cái lông tơ, lông hút nè, nó bị ảnh hưởng. Thì nó không hấp thụ được hạt phấn thì dẫn đến cái trái của chúng ta nó bị thiếu hạt, thì sẽ dẫn đến là chúng ta bị thất thu. Đó, đó là về thuốc thối nhũng, về thuốc sâu và chúng ta phun thuốc dưỡng trái. Thì chúng ta nên phun thuốc dưỡng trái là chúng ta phun đúng cái liều lượng trên khuyến cáo của nhà sản xuất. Đó là chúng ta phun trực tiếp vào cây rau này như thế này, và chúng ta phun vào buổi chiều mát nha, phun vào rau xung quanh trái. Chúng ta có thể phun Decamong, Lacasoto của Tân Thành, Decamong thì của công ty 2, thuốc vô gạo của Lúa Vàng. Đó, chúng ta có thể phun các loại này để giúp cho cái trái của chúng ta nó tạo hạt, nó vô hạt được tốt và được đều. Đồng thời song song với đó thì sau khi mà chúng ta đã tỉa trái tràng, tỉa trái con xong thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta bón phân gốc cho cây ngô, cây bắp của chúng ta. Thì trong giai đoạn này tùy vào cái thể trạng của cây thì chúng ta bón
với liều lượng có thể cân bằng giữa ure với kali với nhau theo tỷ lệ 2 kg hạt giống. Chúng ta có thể bón từ 15 kg phân. 15 kg phân có thể là 8 kg phân ure, 7 kg phân kali đỏ. Là 15 kg chúng ta sử dụng cho 2 kg hạt giống. Đó, thì cái đó là cái liều lượng phân để giúp cho cái cây ngô, cây bắp nuôi dưỡng trái được lớn. Kali giúp cho tạo hạt được ngon, được tốt, vô hạt được đều. Về cái giai đoạn sau, thuốc bệnh chúng ta ngăn ngừa là thuốc bệnh rỉ sắt đây. Đây là bệnh rỉ sắt. Đó, thì chúng ta phải phun ngừa trước. Trong giai đoạn này thì chúng ta phun ngừa thuốc bệnh rỉ sắt cửa cuối. Thì thuốc được khuyến cáo ở đây chúng ta nên sử dụng là Anvin cộng với Nativo là chúng ta phun ngừa cái bệnh rỉ sắt kèm với bệnh đốm lá lớn, đốm lá nhỏ. Thì đây là dấu hiệu bệnh rỉ sắt đây. Đó. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng thuốc là Amitatop cộng với Anvin phun từ 1 tới 2 lần, mỗi lần cách nhau 5 ngày. Thì để phòng ngừa cái bệnh rỉ sắt kèm với bệnh đốm lá lớn, đốm lá nhỏ, để nó không có lon lên phía trên. Đó. Thì những lưu ý trong cái giai đoạn 45 đến 47 ngày thì đó, lưu ý thứ nhất, không được phun thuốc vào giai đoạn từ 7 giờ sáng đến 10 giờ sáng. Đây là giai đoạn cái phấn hoa ở trên bông cờ nó rơi xuống cây tra, cây râu. Râu ấp sẽ hấp thụ các hạt phấn để giúp cho cái tạo hạt, vô hạt được tốt. Khi chúng ta phun thuốc trong giai đoạn từ 7 đến 10 giờ sáng ảnh hưởng đến hạt phấn cũng như ảnh hưởng đến các cái lông tơ, nó hấp thụ các hạt phấn thì dẫn đến cái trái của chúng ta nó bị thiếu hạt. Thứ hai nữa, sau khi mà chúng ta tỉa trái phụ bỏ, phun ngừa thuốc thối nhũng liền. Thuốc thối nhũng ở đây chúng ta có thể sử dụng là Santosin, Casumin, phi săn lạnh, Validamycin. Thì chúng ta có loại nào chúng ta phun loại đó. Nó có rất nhiều loại ngừa thối nhũng, hoặc là chúng ta sử dụng tinh voi cũng được. Đó. Thuốc thì chúng ta phun vào buổi chiều mát. Trong giai đoạn này kết hợp song song với gãi phân gốc, 2 kg hạt giống chúng ta sử dụng khoảng 15 kg, 8 kg phân lạnh, 7 kg phân kali. Thì chúng ta phun thuốc dưỡng trái để giúp cho trái được tốt. Phun đúng liều lượng của nhà khuyến cáo. Đó là chúng ta phun Lacasuto của Tân Thành, Vô Gạo của Lúa Giang, Decamon của công ty 2. Các loại thuốc này chúng ta có thể sử dụng được để giúp cho cái trái của chúng ta nó được lớn, được đều và được đẹp. Thì Tiến cũng xin kính chúc cho mọi người có một cái vụ ngô, vụ bắp trúng mùa, trúng giá, bội thu và chiến thắng. Thì cũng nhớ đăng ký kênh của Tiến để tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo. Thì một lần nữa Tiến xin trân trọng cảm ơn và kính chào.